Tổng kết bài học ngày hôm nay sẽ tìm hiểu về các cái phương pháp đo lường công việc văn phòng. Các bạn nhớ rằng là có 5 phương pháp đo lường công việc văn phòng. Nội dung thứ hai các bạn cần tìm hiểu đấy là nhà quản trị văn phòng với kỹ thuật OEM. OEM là gì và OEM được ứng dụng như thế nào, OEM được lý do áp dụng OEM các bạn đều phải nắm được hết. Nội dung thứ ba các bạn cần tìm hiểu đấy là kiểm soát văn phòng. Kiểm soát văn phòng. Kiểm soát văn phòng thì cần phải đặt tính tới cái tính hiệu quả của nó. Và nội dung cuối cùng mà ta cần hiểu đấy là công nghệ văn phòng hiện đại. Các bạn có thể là về tìm hiểu các thông tin này thông qua các cái sách giáo trình hoặc là các cái nguồn thông tin thứ cấp trên mạng internet hoặc là thông qua việc trao đổi bài giáo viên để có thể hiểu hơn về bài học. Chúc các bạn thành công.